Bạn hẳn cũng phải nhớ đây là trong những cuốn sách đầu tiên mình đã review, thì mình là người rất là đam mê công nghệ trước khi mình đến với cái niềm đam mê là sách. Thì đây là cuốn sách mình đã review về Huawei, đến từ vị CEO Nhậm Chính Phi của cái tập đoàn công nghệ mém đứng vị trí số 2 thế giới, rất là nổi tiếng ha. Thì cuốn sách này khá là dày của Bích Xuất, nhưng mà tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ không nói về Huawei nữa mà chúng ta sẽ nói về Samsung, đối thủ rất là đáng gờm của Huawei. Chào mừng các bạn trở lại với clip khác nữa, mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những cuốn sách mà mình đã đọc và mình cảm thấy rất là háo hức khi đọc xong. Ok, thì đây là cuốn sách là tính từ tác giả Moon Hyun-jin, một cái vị cựu giám đốc điều hành của Samsung SDI. Thì cho các bạn nào chưa biết thì Samsung SDI, cái công ty con thuộc tập đoàn Samsung, nó giống như là Samsung Electronics vậy. Thì Samsung SDI việc cung ứng các linh kiện cho các cái sản phẩm của Samsung, giống như là ngày trước khi cuộc chiến TV ấy, thì Samsung SDI cung cấp các tấm nền màn hình TV. Thì sau đó thì đến cuộc chiến tới điện thoại smartphone, thì Samsung SDI đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc sản xuất những cái viên pin cho cái chiếc điện thoại của Samsung Galaxy. Thì cái Galaxy Note 7 huyền thoại gây nổ trên máy bay một thời ấy, là do của một phần do cái công ty Samsung SDI này, họ đã đứng ra họ fix những cái lỗi đó và họ đưa ra những cái quy định khắc phục, cải thiện cái hậu quả, cái fault to đó của Samsung. Cuốn sách mà bạn có thể mua để đọc cho một cái ai mà yêu thích thường về Samsung, cho các bạn biết được cái tinh thần và cái tác phong làm việc rất là chuyên nghiệp của một công ty hàng công nghệ hàng đầu thế giới đến từ châu Á, một con gọi là con hổ của châu Á luôn. Thiết kế một cái bìa nó cũng rất là Samsung, nó có màu xanh ở đây, full xanh, và có cái chữ màu trắng giống như cái logo của hãng Samsung. Đây là của nhà Nam ha. Thì cái bìa này nó không có gì đặc biệt lắm, nó cũng bình thường, nó cũng tạm tạm được. Nói sơ về cái ông Moon Hyun-jin này, thì ông này là một người đã từng có cái bằng MBA du học bên Mỹ về, và cũng ôm trong mình cái giấc mộng trở thành một cái người có thể đóng góp to lớn như những cái bạn du học sinh ở du học sinh nước ngoài về, du học sinh Mỹ quay về Việt Nam có hoài bão rất là to lớn về khi trở lại công ty. Nhưng mà ai cũng sẽ bị sốc khi mà quay về công ty, thường là sẽ không kiểu giống như là sẽ không được đồng nghiệp hướng dẫn cặn kẽ cái công việc, những cái mà xảy ra trong công ty, hay là những cái gì mà mình kỳ vọng quá nhiều ở một cái doanh nghiệp thì nó sẽ không có như vậy trong cái môi trường đó. Thì những cái gì mà ông ấy đây là rút kết được cuốn sách này, và được rất nhiều người trong giới đánh giá rất là cao. Thậm chí cá nhân mình là một người đi làm khoảng 5-6 năm nay thì mình đã đúc kết được, mình cũng mới lên được chức vụ trưởng phòng, cũng làm được cái chức vụ cao này nọ, thì mình thấy những cái kinh nghiệm ông chia sẻ hôm nay hoàn toàn như là đúng là những cái gì mình đã trải nghiệm được. Mà chỉ có khác chút xíu là ở đây là tập đoàn Samsung mà mình không phải làm trong tập đoàn Samsung ha. Bây giờ những cái bạn nào mới ra trường, sinh viên mới trường, hay là bạn nào đang là sinh viên đi, đang muốn ấp ủ những cái đúc kết những cái kinh nghiệm cho mình có hành trang để chuẩn bị bước vào đời, cho cái cuộc đời để đi làm công của bạn nó được thuận lợi hơn, nó có một cái quy trình giống như chúng ta gần đây có những cái quy trình để tự do tài chính á, thì trong này cũng đúng, những cái quy trình để bạn phát triển cái sự nghiệp làm công của bạn ở doanh nghiệp nó thăng tiến như thế nào. Tại vì hầu như ai có bất kỳ chúng ta đi làm công đều sẽ có một ao ước được thăng tiến lên những cấp bậc cao hơn, có giá trị đóng góp rất là to lớn cho doanh nghiệp ha, và đương nhiên là thù lao phải rất là cao rồi. Quyển sách này sẽ hướng dẫn cho các bạn lộ trình 5 năm khi vào tập đoàn công nghệ hàng đầu giống như Samsung, từ cái việc mà bạn phải chú ý tới cái việc phong cách giống như là đọc CV thế nào, không các bạn ứng tuyển như thế nào, trả lời những câu hỏi như thế nào ra sao. Hôm nay sẽ có những cái chương mà sẽ có những câu hỏi hướng dẫn cho bạn rất là hay, mà ngày xưa không có ai nói cho mình biết là phải trả lời như thế nào. Ngày xưa mình đã cái từng trả lời, mình được cái phỏng vấn, mình rất là đam mê công nghệ, cho các bạn chưa biết thì mình đã từng phỏng vấn vào Thế Giới Di Động, và ngày đó mình trả lời rất là ngu ngốc, mình kiểu mình chưa được ai training cho mình về những cái kỹ năng phỏng vấn hết. Và thậm chí là các bạn trẻ đang làm ở bên công ty của mình, các bạn làm bên như phục vụ quán cà phê mình, đều rất là lo ngại cái việc phỏng vấn. Đó là cái điều mà mình thấy các bạn trẻ nên đọc cuốn này, và họ chia sẻ rất là hay về cái kinh nghiệm trong phỏng vấn. Lúc mà bạn đi phỏng vấn thì bạn phải ăn mặc rất là chỉnh chu, tử tế như thế nào, đó là cách mà trong này sẽ hướng dẫn rất là tỉ mỉ. Ngoài ra có số cái nét văn hóa mà người Hàn Quốc họ rất là chú trọng, nhưng mình nghĩ ở Việt Nam sao không quá quan trọng đâu. Cái viết báo cáo, những cái cuộc họp, có lẽ chúng ta nghĩ nó rất là chuyện thừa thải, nó diễn ra rất là nhiều lần, nhưng mà các bạn nên không nên quá tiêu cực những cái vấn đề đó ha. Thì trong này sẽ cho bạn biết cái công việc, cái công năng đích thực của việc viết báo cáo là thế nào. Viết báo cáo không phải là kể là cái quá trình đó nó diễn ra thế nào. Viết báo cáo là giúp cho cấp trên của bạn, người chủ doanh nghiệp, người ta đọc trong bài báo cáo, người ta biết được cái tình hình định hướng tương lai của cái công việc đó sẽ như thế nào. Bước mà giúp có thể cho bạn có ghi dấu ấn tốt cho cái người sếp của mình,
đặc biệt là khi mà bạn phải lưu tâm đến những cái phông chữ, những cái tiểu tiết nhỏ hơn, những cái phông chữ nào mà sếp các bạn thích, giúp cho người sếp các bạn đọc vô cảm thấy thoải mái khi đọc á, thì giúp cho cái tinh thần người ta dễ dàng, người ta sảng khoái, người ta dễ chấp nhận những cái yêu cầu của bạn, những cái đề xuất của bạn hơn, đúng không? Thì cái những cái nhiều có rất nhiều cái gọi là cái nghệ thuật của người làm công ở trong này rất là hay, mà tác giả ngoài chia sẻ dành cho những cái bạn nào mà muốn có gọi là cái ấn tượng với sếp một cách tốt đẹp á, thì nên đọc cuốn này hơn, rất là hay. Từ những cái cách chọn phong, cái cách mà gọi là nhớ những cái thói quen, những cái mà sở thích của sếp, để bạn có thể phục vụ giúp cho người sếp bạn thoải mái hơn cho cái công việc của mình, cho đồng nghiệp của mình. Và những quy trình 5 năm thì sẽ chia từng năm những cái lộ trình mà phải thực hiện, những cái mục tiêu mà phải phấn đấu được. Mình đã có thấy những đồng nghiệp của mình, những người bạn bây giờ làm bị ở những vị trí rất là cao ở những tập đoàn như là Bosch hay là những tập đoàn game của Hàn Quốc rất là nổi tiếng, thì ngày xưa cùng xuất phát điểm với mình, cùng là những người mới đi làm đầu tiên vô trong những công ty, nhưng họ dạy sẵn cho mình những cái lộ trình tương tự như cuốn sách này. Họ có một cái gọi là lộ trình phấn đấu công việc rất là rõ ràng, là so với thời gian đó họ đã đạt thành quả rất là to lớn. Mặc dù mình thì mình phải gọi là vào bóc những cái từ những cái mình không biết gì hết, thì phải vào bóc cho mình tự được học dần, cho nên mình không có thể nào đi nhanh bằng họ, cho nên là mình cũng thấy rất tiếc cho khoảng thời gian của mình ngày xưa. Nếu như bây giờ, ngày xưa mình đã đọc được cuốn này thì có lẽ bây giờ mình đã thăng tiến được những cấp độ nó cập cao hơn nữa rồi. Rất là nhiều cái trong này ha, trong này ngoài những cái báo cáo không, ngoài hướng dẫn cho bạn những cái bạn những câu hỏi, những cái buổi như là cái dạng như là phỏng vấn đi lương vậy đó, thì anh có sẽ cho những câu hỏi kiểu như là bạn có muốn nghỉ xây công ty hay bạn có đóng góp cho công ty. Ngày xưa mình cũng có dạy công ty mình có 4 năm có 4 lần đi lương, thì cũng vẫn làm giết đánh trách nhiệm những cái bạn thì nhân viên này cũng phải làm. Thì trong này có những cái câu hỏi mình thấy nó rất là hay, rất có ý nghĩa, đóng góp cho người nhân viên, cho người chủ, người sếp họ thấy được người nhân viên của mình có ý chí cống hiến cho công ty hay không. Còn ngoài ra không những cái chuyện mà năng lực của bạn như thế nào mà nó còn ảnh hưởng rất nhiều cái chuyện thăng tiến của bạn, như là cái chuyện mà bạn có quan hệ tốt với đồng nghiệp hay không, mà cái tính cách của bạn nó có hòa nhã với một môi trường làm việc hay không, bạn có tô sức hay không, rồi bạn có biết làm gây thù chuốc oán với người ta không, hay là bạn là một người rất là thân thiện, đại sứ thân thiện. Trong này là một cái cẩm nang, gọi là khóa là cẩm nang đi làm dành cho các bạn trẻ luôn. Các bạn nên là phải mua cuốn này đọc đi, rất là hay. Mặc dù đối với những người ở cái tuổi 30 mấy như mình, khi mà đã làm rất nhiều công việc và trải qua như mình đã có nói lúc đầu, làm rất là nhiều công việc ở vị trí ở cấp bậc khác nhau rồi, thì đó nhưng mà cái cuốn này nó giống như là ôn lại bài cũ thôi. Tuy nhiên mình không có ý nói là cuốn sách này không có giá trị đối với mình. Mình vẫn có thể đọc lại, mình chiêm nghiệm lại, giúp cho mình khắc sâu hơn những cái lộ trình mà mình phải củng cố và mình phải làm tốt hơn nữa. Cuốn sách rất đáng để đọc. Và cái văn phong của tác giả cũng như Nhã Nam họ dịch lại cuốn sách này, đọc nó rất là dễ vô cùng. Chữ phong đồ nó, khoảng cách dòng mình rất là hài lòng với cuốn sách này và cái khoảng đọc luôn. Cái mỗi cái chương, mỗi cái mục lục nó cũng không có quá dài. Đây là cuốn sách thích hợp cho bạn phải đem tới công ty, công sở, văn phòng, nơi làm việc. Mỗi lần bạn có thời gian rảnh hoặc là thời gian nghỉ trưa của bạn, bạn có thể lôi ra bạn đọc, nạp thêm một chút kiến thức, chỉ khoảng 2-3 trang cho một cái chương, nó không có quá nhiều. Thì rất là hay. Kết của mỗi chương nó sẽ có một cái phần, giống như phần tóm tắt rút gọn cho bạn tổng kết những cái kiến thức, rất là tuyệt vời luôn. Cuốn sách này có giá trị cho bạn để gọi tham khảo đối chiếu được trong cái công việc hàng ngày của bạn. Và đó là cái cảm nhận của mình sau khi mà giống như là mình đang đọc lại những cái kinh nghiệm của mình đã từng trải qua trong những cái cuộc đời làm công ăn lương của mình á. Đó rất là có giá trị trong sách này, và đây là cảm nhận của mình sau khi đọc xong cuốn sách Phong Cách Samsung. Thì bạn nào thấy cái video này thấy hay và hữu ích, hãy bấm like và share đến người nào đó đang cần xem video này. Và đừng quên, nếu đây là đầu tiên bạn đến với kênh mình, hãy bấm nút subscribe chút và nút chuông thông báo đăng ký kế bên để bạn không bỏ lỡ bất kỳ video nào khác đến với kênh mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại.